Nóng, cô gái Bình Dương đã không qua khỏi sau khi bị người yêu đánh. Hôm 28 tháng 8, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ một nam thanh niên để làm rõ nguyên nhân tử vong của cô gái ở chung phòng trọ. Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, nam thanh niên 24 tuổi chạy ra khỏi phòng trọ trên đường D6, khu dân cư Thạnh Bình, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, hô hoán mọi người, bạn gái cùng phòng đã chết. Nhận thông tin, Công an thành phố Thuận An nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân được xác định là LTMK, 24 tuổi, quê ở An Giang. Tại hiện trường, người nạn nhân có nhiều vết bầm, chảy máu mũi. Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai tối ngày 27 tháng 8, cả hai đã xảy ra mâu thuẫn và đã đánh chị K nhiều cái. Sau đó, cả hai đi ngủ, tới sáng thì phát hiện bạn gái đã tử vong. Người dân trong dãy trọ cho biết họ nghe thấy tiếng cãi nhau và tiếng động ở phòng trọ của cặp đôi này. Trưa nay, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.